Lần đầu tiên cho phép là thay mặt ban giám khảo tiệc cưới bên anh xin được gửi lời chào đến toàn thể quan viên hai họ và quý quan khách lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin phép là thay mặt họ nhà trai, họ nhà gái và cô dâu chú rể hân hoan chào đón sự có mặt đông đủ của quý vị, sự hiện diện của quý vị là niềm vinh lớn cho bên gia đình chúng tôi. Kính thưa quý vị, để bắt đầu cái buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, rất là kính mời toàn thể quý quan khách hướng mắt về cổng sân khấu để chờ đón tiết mục tân hôn do vũ đoàn Minh Anh thực hiện. Vâng, xin quý vị cho vũ đoàn Minh Anh một chào ở đây thật nồng nhiệt. Thank you.
sau thời gian tìm hiểu, tình yêu của Đô Uy Ngư, Đình Chuẩn và Hồng Thắm đã thực sự thăng hoa. Anh chị dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Con thì tình yêu của đôi bạn giờ đây đã về bên đủ hạnh phúc, được sự chấp thuận của hai bên gia đình. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày 22 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Tân Mão, anh Đình Chuẩn và chị Hồng Thắm đã chính thức nên vợ nên chồng. Những cánh thiệp phẩm chúng tôi đã gửi đến từ các quý vị. Chính vì thế chúng ta có mặt tại nơi đây để hòa chung niềm vui, chúc mừng cho hai họ có thêm dâu hiền và rể thảo. Đặc biệt dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho đôi Uy Ngư, Đình Chuẩn và Hồng Thắm. Kính thưa quý vị, đáp lại tấm chân tình mà quý vị đã dành cho họ chúng tôi, giờ đây tôi đọc xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Chí sẽ đại diện hai họ có đôi lời phát biểu. Xin mời ông. Suốt mấy mươi năm bà con không gặp lại, tại đã cái buổi tiệc này á, ngoài việc là mời họ hàng đến chung vui với gia đình của chúng tôi, chung lễ thành hôn của cháu Chuẩn, thì cũng là một cái buổi tiệc mà để họp mặt tất cả những ông bác chú bác, ông bà thượng còn chú bác, anh chị em mình đi mấy chục năm rồi, bây giờ có thể có những người á là chỉ nghe tên chưa biết mặt, có những người á là chưa biết mặt bao giờ, nhưng là chưa nghe tên luôn, và bây giờ mới lại gặp nhau được. Thật ra rất là quý, tôi nói là xin quý vị nhận cái chứng tấm chân tình của tôi, rất là cảm động. Là bữa nay là ngày thường nữa mà đã bỏ công thì để mà đến đây chung vui, họp mặt gia đình, họp mặt chung cái dòng họ của chúng ta thì rất là cảm động. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị. Thank you.
với lại gia đình của chúng tôi. Thì sự xin được giới thiệu và xin các chú anh cho và thân cho chúng ta cho anh. Dạ. Và thứ nhất là chú Tám An. Dạ. Cũng là chú Oigen. Oigen, dạ. Hay là chú mười bé từ tiểu bang Washington và gia đình tôi là tại chú và chị và cháu Hùng và hai cháu nhỏ bồ câu và chú Ý. Ngoài ra có hai anh Tiến Anh và Giao anh Ban đây để có anh Ban. Thứ hai là anh Ba đã có từ anh Ba lo bỏ con của Ba Giao thì ở Texas, Ba Bò ở Chuba, North Carolina, thành ra cũng trong Mỹ cũng như thế đó. Một cái đặc biệt mà tôi cũng muốn đưa lên nữa là thực sự mà nói thì như nói là chỉ là trong đồng bằng, mấy con cũng vậy, nó muốn là trong dòng họ hàng thân tộc thôi, không có nhiều. Nhưng mà có những người bạn, có những bạn mà chung học với tôi là từ lúc hồi trung học có hồi và trên cao đẳng có, tức là có những bạn là tính mời một vài bạn để tượng trưng thôi, nhưng mà các bạn khác nói con Trí không mời thì tôi cũng tới. Thật ra chúng cho đó mà rất là cảm ơn các bạn, bạn nhìn một cái lớp kia, một cái lớp kia nhìn. Cảm ơn rất nhiều anh. 40 năm rồi mới gặp lại, thành ra rất là nồng ấm cái tình xưa, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn ban tổ chức nhà hàng, em Nhung, tất cả ban tổ chức nhà này là cũng em họ, tức là con của bà gì rồi, là cũng nên công hành. Cảm ơn ban giám đốc, ban quản lý, ban phục vụ, ban tiếp tân và bảo vệ đã tất cả được đóng góp cho cái buổi lễ ngày hôm nay được toàn vẹn. Thì trong lúc khi tổ chức thì cũng thấy có những điều sơ sót, thì cũng xin tất cả quý vị tân tình thông cảm và bỏ qua cho. Rồi, trước thêm năm mới, bây giờ cũng hết năm 2011 rồi, là sắp sửa năm mới, thì tôi xin thay mặt gia đình chúc quý vị một năm mới thật nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Bây giờ thì xin mời vào tiệc. Kính thưa quý vị, ông bà ta có câu dây chồng, phổ lấy thất câu trăm năm thề nguyện.